Cô chào các con. Hôm nay chúng ta lại học bài ở nhà, bài 33. Trong môn học vần, bài 33 của các con có hai vần, đó là vần ôi. Vần ôi được ghép bởi âm ô với âm y, ta được tiếng ôi. Vần ơi bởi âm ơ ghép với mi, ta được tiếng ơi. Các con bắt đầu đọc. Ô, ý, ôi ôi, o i oi o i oi o i oi hỏi ổi phần ôi ta thêm dấu hỏi là được tiếng ổi các con đọc lại o i oi o i oi hỏi ổi o i oi o i oi hỏi ổi tiếng ổi có trong từ trái ổi các con đọc lại ôi 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 hỏi ổi trái ổi các con đọc lại ôi 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 hỏi ổi trái ổi các con đọc lại lần nữa ôi 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 hỏi ổi trái ổi các con xem thử bức tranh vẽ gì bức tranh vẽ một chùm ổi đây là ổi. Ổi thường chín là có màu hườm hườm, vàng vàng hoặc có loại là màu xanh. Ổi ăn rất là ngon. Người ta dùng hái thường hay hái ổi này vào để các con ăn. Và người ta còn dùng ổi để ép nước, lấy nước uống rất là tốt. Ổi rất có nhiều vitamin. Và khi ăn các con nhớ là rửa bằng thuốc tím hoặc là nước muối cho sạch, tránh côn trùng bám ở ngoài vỏ ổi. Hôm nay chúng ta có từ trái ổi thể hiện bằng chữ viết. Tiếng trái âm trời đứng trước, phần ai đứng sau, dấu sắc trên âm A. Và tiếng ổi âm ô đi trước, âm i đi sau, dấu hỏi trên âm ô. Trái chờ ai trai sắc trái ôi ôi hỏi ổi trái ổi các con đọc lại cho cô trái ổi đọc lại cho cô Ô, y, ôi 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 hỏi ổi trái ổi các con đọc sang vần tiếp theo vần tiếp theo các con học vần ơi âm ơ đứng trước âm y đứng sau các con đọc ơ y ơi ơ ờ, y ơi ơ ờ, ơi âm bờ đứng trước vần ơi đứng sau ta được tiếng bơi bờ ơi bơi bờ ơi bơi tiếng bơi có trong từ bơi lội các con đọc lại ơ ờ, ơi bờ ơi bơi bơi lội các con đọc lại Ơ y ơi, bờ ơi bơi, bơi lội Các con nhìn xem bức tranh vẽ gì Bức tranh vẽ một em bé đang bơi lội ở hồ Và các em đã đội mũ à, để bơi Đây là bơi lội Mùa hè các con thường, nóng thường hay đi bơi à, Đi chơi ở ao, hồ Nhưng mà khi đi bơi các con còn nhỏ Các con lưu ý khi đi phải có người lớn đi theo, bố mẹ hoặc anh chị đi theo. Các con không đi một mình dễ bị đuối nước, rất là nguy hiểm. Chúng ta có từ bơi lội thể hiện bằng chữ viết. Âm bờ ghép với vần ơi. À, hôm nay chúng ta học vần ơi đây. Ta được tiếng bơi. Âm l ghép với vần ôi. Thêm dấu thanh nặng, ta được tiếng lội. Các con đọc. Bờ ơi bơi. L ôi lôi nặng lội bơi lội các con đọc cho cô ơ y ơi bờ ơi bơi bơi lội các con đọc lại ơ y ơi bờ ơi bơi bơi lội chúng ta đọc lại toàn bài ô y ơi ô ơi hỏi ổi trái ổi các con đọc lại ô y ơi ô ơi hỏi ổi trái ổi ơi ơi bờ ơi bơi bơi lội đọc lại ơi ơi bờ ơi bơi bơi lội bây giờ chúng ta sang phần luyện từ từ thứ nhất chúng ta đọc gì cờ ai cai sắc cái chờ ôi trôi hỏi chổi cái chổi các con đọc lại cái chổi từ thứ hai là gì Thờ ôi thôi hỏi thổi cờ oi coi huyền còi thổi còi các con đọc lại thổi còi đây là cái chổi chổi dùng để quét nhà à, quét sân thổi còi à, các con dùng cái còi để thổi chơi những trò chơi ừ. nhưng không quá làm ồn ào trong À giờ mà người ta nghỉ trưa hoặc nghỉ tối <laughs> từ tiếp theo của con đọc ngờ oi ngôi sắc ngói mờ ơi mơi sắc mới ngói mới ngói mới vừa mới ra lò người ta gọi là ngói mới <laughs> ngói được đúc bằng đất sét và nung vào trong lò à. từ tiếp theo các con đọc đờ ô nô huyền đồ chờ ơi chơi Đồ chơi các con đọc lại. Đồ chơi à Các con khi còn bé hoặc lớn lên các bố mẹ thường hay mua những đồ chơi cho các con chơi rất là đẹp. À mà khi chơi các con lưu ý giữ gìn nó và cất cẩn thận sau khi chơi để em mình còn được chơi nữa, không phá làm hư hỏng đồ chơi. Các con đọc lại cái chổi cái chổi thổi còi thổi còi ngói mới ngói mới đồ chơi đồ chơi qua từ các con vừa mới học tiếng nào có vần hôm nay học tiếng chổi có vần ôi tiếng thổi có vần ơi, tiếng mới có vần ơi, tiếng chơi có vần ơi, đó là những vần hôm nay các con học. hôm nay các con học hai vần, đó là vần ơi và vần ơi. các con đọc xuống phần luyện viết. ôi ôi, ôi ôi trời ai trai sắc trái ôi ôi hỏi ổi trái ổi bờ ơi bơi lờ ôi lôi nặng lội bơi lội các con đọc chơi cho cô ôi ơi trái ổi bơi lội vừa rồi các con đã học xong ở trang thứ nhất và trong dòng trong cái hàng viện viết này Cô sẽ nhắc lại cho các con, âm bờ, âm L được viết 5 ly, âm tờ viết 3 ly, còn những âm còn lại viết 2 ly. Các con cố gắng chú ý để sau phần luyện viết của các con, ở lớp cũng như ở nhà đúng chính xác, ô hàng hơn. Các con chuyển sang trang 2. Trang 2 có bức tranh thứ nhất. Vẽ gì các con? Đây là một em bé trai. Đây là một em bé gái và đây là bố mẹ. Thấy không Em bé trai, em bé gái à, cùng đi với bố mẹ và đi đâu? Cô và các con cùng đọc trong nội dung câu. <laughs> Bờ em bé sắc bé, chờ ai trai? Bờ em bé sắc bé, gờ ai gai sắc gái? Đờ y đi, chờ ơi chơi, phở ô phô sắc phố vờ ơi vơi sắc với bờ ô bô sắc bố mờ em e me nàng mẹ các con đọc trơn cho cô trong câu này có dấu phẩy các con ngắt hơi câu này rất dài vì vậy cô sẽ ngắt hơi tiếp theo các con đọc bé trai bé gái đi chơi phố với bố mẹ các con đọc bé trai bé gái đi chơi phố với bố mẹ các con đọc lại bé trai bé gái đi chơi phố với bố mẹ thấy chưa đây là bé trai đây là bé gái cùng đi chơi phố với bố mẹ trên phố người ta bán nhiều đồ lưu niệm đồ chơi đồng hồ vân vân có nhiều hàng rất là đẹp ở trên phố còn đây là đường cái nhộn nhịp xe cổ qua lại và đông đúc người các con qua phần tranh luyện nói tranh vẽ gì các con đây là các cô các chú à đang làm gì cô và các con cùng nhìn vào bài lê lê ngã lễ hờ ôi hôi nặng hồi các con đọc chưa lễ hội lễ hội các con đọc lại lễ hội lễ hội ở đây là vào một dịp lễ nào đó ví dụ như lễ hùng vương lễ dỗ tổ vân vân có nhiều dịp lễ mà người ta đến đây để cúng tế gọi là lễ trong cái lễ này người ta kèm những trò chơi những cái hội như là hội hát chèo, hội đua thuyền à, rồi hội kéo co vân vân, người ta gọi là hội. Vì vậy, vừa lễ vừa ghép với những cái hội trò chơi người ta gọi là lễ hội. Các con đọc lại cho cô. Lễ hội. Lễ hội. Các con đọc lại bài ô ôi, ôi ô ơi ôi hỏi, <laughs> hỏi ổi trái ổi ô ơi ôi ô ôi hỏi ổi trái ổi ơ ơi bờ ơi bơi bơi lội các con đọc lại ơ ơi bờ ơi bơi bơi lội chúng ta sang phần từ cờ ai cai sắc cái chờ ôi trôi hỏi trội cái trội thờ ôi thôi hỏi thổi cờ oi coi huyền còi thổi còi ngờ oi ngôi sắc ngói mờ ơi mơi sắc mới ngói mới đờ ô đô huyền đồ chờ ơi chơi đồ chơi các con đọc trơn lại cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ô ôi ơi trái ổi bơi lội chúng ta sang tranh hai đọc bờ em e bê sắc bé trờ ai trai bờ em e bê sắc bé G ai gai sắc gái D y đi Chờ ơi chơi F ô phô sắc phố V ơi vơi sắc với B ô mô sắc bố M e nặng mẹ Bé trai Bé gái Đi chơi phố với bố mẹ Các con đọc lại Bé trai Bé gái đi chơi phố với bố mẹ lê -e lê -e ngã lễ hờ ôi hôi nặng hội lễ hội các con đọc lại lễ hội các con cố gắng đọc đi đọc lại bài viết bài học của các con nhiều lần các con thuộc tránh tình trạng đọc về các con nắm chắc bài sau này tốc độ đọc bài của các con sẽ nhanh hơn cô chúc các con học giỏi cô chào các con hẹn các con ở tiết học sau nữa nha